Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin nóng, cha giáo phụng vụ tiết lộ, cả cha Tường và cha Long ở giáo điểm Tin Mừng đều phạm tới điều này, là một trong những lý do khiến các ngài bị dừng mục vụ. Xin cầu nguyện cho linh hồn cha Phêrô Nguyễn Văn Tường lúc này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự việc cha Phêrô Nguyễn Văn Tường qua đời là một mất mát lớn cho gia đình cộng đồng Công giáo Việt Nam, những bệnh nhân ung thư hay những ai yêu mến cha. Một viên ngọc quý, một anh tài lớn của xã hội Việt Nam vừa tạ thế. Trong giáo hội, sự việc của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường cũng là một sự kiện nội cộm đặc biệt trong những năm vừa qua. Mới đây, một anh giáo dân chia sẻ, cả cha Tường và cha Long đều phạm tới điều quan trọng này khiến cho các ngài bị ngừng mục vụ. Viết cho những người chưa biết về cha Tường hoặc biết nhưng đang chưa hiểu đúng. Một, cha Tường đã yên nghỉ, xin chia buồn với tang quyến và những người hâm mộ cha. Bài này không nhằm lên án, chỉ trích hay phán xét gì về cha Tường, vì dù sao cha cũng đã mất, mà chỉ để mọi người có một cái nhìn đa chiều về cha. 3. Cha Tường được giáo hội cưu mang, đào tạo và phong chức linh mục, đồng thời bổ nhiệm làm chánh xứ một giáo xứ ở Bến Tre. 4. Cha được rất nhiều người biết đến thông qua các buổi chia sẻ lời Chúa, những lần đặt tay cầu nguyện, rất nhiều người từ các nơi xa tìm tới. 5. Tuy nhiên, có một điều nghiêm trọng đã xảy ra, đó là cha đã diễn giải kinh thánh theo ý riêng của cha, chứ không theo diễn giải chung của giáo hội. Điều này là tuyệt đối không được phép trong giáo hội Công giáo. Cụ thể, cha đã hô hào giáo dân ăn chay, không ăn thịt và cho là kinh thánh dạy như vậy. Dĩ nhiên, việc ăn chay không có gì xấu, nhưng vấn đề ở đây rằng như vậy là trái ngược với giáo lý, tín lý của giáo hội Công giáo. Dĩ nhiên, Tòa Giám mục Vịnh Long đã nhiều lần có những cảnh báo đối với cha, nhưng rất tiếc là cha đã không tuân thủ. Tòa Giám mục đã mời cha về Tòa Giám mục để giải trình trước Hội đồng Linh mục. Cha cũng tới, cũng giải trình, nhưng trước sau như một, cha một mực cho là mình đang giảng dạy đúng Kinh Thánh và không chịu dừng lại việc này. Để bảo vệ đức tin của giáo hội, Tòa Giám mục buộc phải xử lý. Xử lý như thế nào? Tòa Giám mục đã cử một đoàn các linh mục, trong đó có cha quản hạt tới nhà thờ, nơi cha làm chánh xứ để dâng lễ. Đồng thời, sau thánh lễ, cha quản hạt công bố quyết định cho cha về Tòa Giám mục để tịnh dưỡng, suy nghĩ việc mình làm. Túm lại là cách chức, không cho làm chánh xứ nữa. Tòa Giám mục lấy lý do là vì vấn đề sức khỏe nên cho cha nghỉ để tịnh dưỡng. Lý do này đưa ra là để bảo vệ danh tính cho cha, để tốt cho cha, chứ đúng thực chất là phải nêu lý do sai lạc tín lý để cha bị kỷ luật cách chức. Cha Tường lại không nhận thức được điều này, lại bù lu bù loa trên mạng là cha bị vu khống, đang khỏe dần dần, mà dám vu khống là cha bị vấn đề về sức khỏe nên cho nghỉ. Trở lại sau buổi lễ, tới lúc công bố quyết định cho cha nghỉ dưỡng. Thật sự, đây là một sự kiện vô tiền khoáng hậu của giáo hội Việt Nam. Chưa từng bao giờ xảy ra trước đó. Buổi công bố quyết định vô cùng hỗn loạn vì cha không hợp tác, có những lời lẽ bất tuân phục và vô cùng nghiêm trọng đó là các người ủng hộ cha ở nơi nào tới chứ không phải là giáo dân ở đây cầm micro đứng giữa nhà thờ chất vấn, chửi bới các cha đồng tế, tuyên bố giữa nhà thờ là các cha nhậu nhẹt bla bla. Thấy các cha như vậy thì từ từng người tự động vào phòng thánh cởi áo lễ và từ từ rút lui ra về hết. Và ngay ngày hôm sau, vạ tuyệt thông được Tòa Giám mục công bố tới toàn thể giáo hội Việt Nam. Giáo hội Công giáo được xây dựng trên nền tảng và vâng phục vô điều kiện. Cho nên những ai thấy mình không phù hợp với điều này thì cứ rời khỏi giáo hội. Và quan trọng là trước đó đừng có thề hứa gì hết. Nào là thề hứa trung thành, vâng phục lúc được thêm sức, lúc được truyền chức, nhưng cuối cùng lại phản bội lời thề mà mình đã thề. Mong cha được yên nghỉ. Tác giả Anh Nguyễn Lâm Viên. Cha Long tại giáo điểm Tin Mừng có lòng sùng kính và đi theo linh đạo lòng Chúa xót thương. Thời giáo điểm Tin Mừng còn hoạt động, mỗi thánh lễ của ngài có tới hàng chục ngàn người tham dự, trong đó có việc đặt tay chữa lành và cho nhân chứng là những người Công giáo lương dân, thậm chí là các sư cô bên đạo Phật lên phát biểu làm chứng về những ơn lành. Việc đặt tay chữa lành sẽ gây ngộ nhận cho giáo dân, khiến nhiều người hiểu lệch lạc về giáo lý. Đây cũng là một trong những lý do khiến cho cha Long phải vâng lời giáo quyền và tòa tổng giám mục.
Trùng hợp thay, cha Phêrô Nguyễn Văn Tường trước đó cũng có lòng sùng kính rất đặc biệt, lòng Chúa thương xót. Khi ở họ đạo Thành Thới cũng có những hoạt động tương tự như vậy, đặc biệt là việc đặt tay chữa lành. Để quý vị hiểu rõ hơn về việc này, cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ là giáo sư phục vụ nổi tiếng ở Việt Nam, ngài nhận định. Này, Hội đồng Giám mục Việt Nam có văn bản đàng hoàng, nó có văn bản đàng hoàng. Các cha đừng gây ngộ nhận cho người khác về việc chữa lành, đặt tay chữa lành. Đừng gây ngộ nhận cho người khác. Vì thế, đặt tay mà cứ chữa lành là người khác ngộ nhận là các cha không được phép làm. Không được phép làm cái điều đó. Có văn bản đàng hoàng thực tế của Hội đồng Giám mục Việt Nam đó. Vì thế, có một vị kia cứ đặt tay, quân quốc từ Bắc chí Nam thuê xe kéo nhau rầm rầm vào đặt tay, rồi cứ bảo chữa lành. Bây giờ vị đó, bây giờ không có được làm nữa rồi. Đó, vị không được làm nữa rồi. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Rồi, thứ hai là nhiều khi vị ấy chính mà người ta quay mặt, đưa cái người lên là cứ làm chứng nhân chứng nhất về cái chữa lành với chữa liệu, cấm nhạc nhau. Cái chuyện đó trong thánh lễ không được làm cái như đấy. Trong thánh lễ là chỉ có linh mục được quyền gọi là loan báo rao giảng lời Chúa, thì cũng không cho giáo dân lên cứ nói tùm lum tùm la vậy đó. Rồi lại nước phép là Chúa tôi em nó hai cái chuyện đặt tay với nước phép. Quá lẽ mình quân ta cứ thế kỷ nước là không uống được thì phải thế, cũng làm cái nước phép á là cũng không phải là cái bình đâu nha, cho cái xô là Chúa tôi nước phép thể xô xong lấy cái giống như cái bánh xô, tức là cái mà đi ngày xưa người ta đi, ta gọi là giống như cái ngày xưa là quét vôi đấy, quét vôi, biết quét vôi không? Dúng vào hai cái vai, cứ hai tay vai thế này, làm cho dân chúng đứa nào mà trúng nước thì đã khỏi, mà không biết có trúng phải không. chết. Thôi thì bây giờ như thế này, Hội đồng Giám mục Việt Nam nói không được phép làm những chuyện đó, gây ngộ nhận. Mà anh chị em đây một cái chuyện nữa này, khi chúng ta nói đến bí tích thánh thể chữa lành chúng ta và phục hồi chúng ta cả linh hồn và thể xác là thuộc đức tin, thì tin lành rất anh em tin lành rất kính trọng chúng ta, rất kính trọng. Nhưng chúng ta làm mấy cái cử chỉ đó, người ta sẽ bảo chúng ta là mê tín dị đoan. Có hiểu em nói không? Đấy là một vấn đề nữa. Người ta sẽ bảo mình toàn quân công giáo mê tín dị đoan vớ vẩn vẩn. Đấy, đó cái đó còn vấn đề nữa. Thành thử ra các đức cha phải lên tiếng về chuyện này. Rồi, ai hỏi nói đi, mời bác. Hy vọng những câu chuyện về cha Tường, cha Long cũng là bài học cho cộng đồng công giáo chúng ta. Thành kính phân yêu, nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn cha Phêrô vào hưởng thánh nhan Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.